là Jim, phục vụ cuộc sống. À, Chu Hà 1m7 nặng 62kg uống được không? 1m7 nặng 62kg, như vậy mình thiếu khoảng 8 cho đến 10kg nữa. Vui lòng dùm cho em sản phẩm Chu Gain RSV tăng cân nhanh và tăng cơ này mọi người nhé. Xin được thông báo lại là tăng cân nhanh và tăng cơ đang có giá là 1.099.000, giá tốt nhất Việt Nam. Và hạn sử dụng của nó nha mọi người nha. Chờ em chút em coi. Hạn sử dụng của nó là 2021 nha mọi người nha. Tháng 3 2021 đang có giá là 1.099.000. Đấy, sản phẩm này giúp cho mình tăng cân nhanh và tăng cơ. Rồi, Nguyễn Thị Thu Thảo, Phúc Lớp Gym. Rồi, xin chào chị. Rồi, Duy Nguyễn 1m74-73 thì dùng gì? Xin chào anh Duy nhá. 1m74 mà nặng 73 thì dùng ngay cho em những dòng sản phẩm tăng cơ giảm mỡ như là Lean Body hoặc là Muscle Infusion. Rồi, chào tất cả nhà. Mọi người hãy vào đông lên để Thu Hương hôm nay tư vấn về cái dòng sản phẩm mát, tiết kiệm nhất và kinh tế nhất của THL. Phụ nữ cho con bú xài được không? Phụ nữ cho con bú thì nên dùng những cái dòng như là Lean Body cho em. Lean Body nha, tại vì mình cho con bú mình ăn nhiều mình cũng tăng cân rồi, rất dễ tăng cân. Dùng Lean Body cho em để cho cơ thể mình nhanh phục hồi vóc dáng sau sinh chị nhá. Một ngày dùng bao nhiêu liều vậy chị? Một ngày thì sẽ dùng một liều bằng 2 muỗng bạn ạ. Và chia ra làm 4 lần uống giúp Thu Hương vào những thời điểm vàng như là buổi sáng này, trước tập, sau tập và những lúc mình cảm thấy đói, mặc trước khi đi ngủ. Cái mát của Chu Gain, cái muỗng của nó rất là bự mọi người ạ. Cái muỗng của nó rất là bự mọi người nhá. Đây, cái muỗng nó bự như thế này. Đấy, và một ngày sẽ dùng cho em 2 muỗng này. Một ngày dùng cho em 2 muỗng này, nhưng mỗi lần chỉ pha nửa muỗng thôi. Đây, ví dụ như em pha cho mọi người xem. Mỗi lần chỉ pha nửa muỗng thôi, cái này đang uống dở lên body. Đây, mỗi lần chỉ pha nửa muỗng. Đấy, mọi người chỉ lấy nửa muỗng thôi. Đây, đây là nửa muỗng đúng không ạ? Xong rồi mọi người đổ vào như thế này cho em. Rất là dễ dàng chứ không có gì khó khăn. Đừng lấy hẳn một muỗng nha. Một muỗng với hàm lượng calorie một lúc là hơi lớn đó. Lấy cho em nửa muỗng pha như vậy. Đối với ai mà hệ tiêu hóa kém, còn những người nào hệ tiêu hóa mạnh, đó khỏe mà uống được hẳn một muỗng một lúc thì uống cho em một muỗng này. Đấy, xong rồi mình đổ vào như thế này rất là dễ dàng thôi đúng không? Mình đổ vào như thế này. Đấy, rất là dễ dàng thôi. Còn nếu người nào tiêu hóa mà không tốt thì dùng nửa muỗng thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Là cái bột của nó, đây là cái bột của nó SP Chu Gain mùi chocolate. Đó, bột của nó như thế này. Đấy, bột của nó như thế này. Và một cốc của nó là một muỗng bự như thế này. Đó, mình sẽ pha từ nửa muỗng cho đến một muỗng thôi. Đó, chứ được nhắc lại những ai mà hệ tiêu hóa kém thì lấy nửa muỗng thôi nha. Hoặc là uống một lúc một muỗng no quá thì lấy nửa muỗng thôi và đổ từ từ vào như thế này. Đổ từ từ vào như thế này. Được chưa ạ? Đổ từ từ vào như vậy. Nguyễn Minh Tạo, mình ở Quảng Nam có phí ship không? Dạ free ship nha, giá 1.099.000 cho tất cả các anh em nào đang theo dõi livestream và đặt hàng trong livestream của Thu Hương nha. Uống có ngọt không chị? Ngọt hay không là do lượng nước của mình. Đó, ngọt hay không là do lượng nước của mình. Nhưng riêng đối với thằng RSV Chu Gain này thì nó không phải là dạng ngọt gắt nha mọi người. Đấy, nếu mà ngọt quá thì thêm nước, mà nếu mà nhạt quá thì thêm bột. Đó, ngọt hay không là do cách mình pha và cho vào cái lượng nước bao nhiêu. Nếu mà bột nhiều mà nước ít quá thì chắc chắn là nó sẽ ngọt. Đó, thì cái sản phẩm mát nào nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà riêng thằng này không hề ngọt gắt nha mọi người nha. Nguyễn Ngọc Dũng, chị yêu của tôi. Vâng, cảm ơn đúng nha. Rồi xin điểm mạnh của sản phẩm đi. Vâng, hôm nay em sẽ xin trình bày về cái sản phẩm điểm mạnh này. Thứ nhất là nó kinh tế đúng không ạ? 1.099.000, một bịch 17 lần dùng, 5kg bạc. Đó, tất cả những anh chị em nào có thể tìm cho em một cái sản phẩm nào mát trên thị trường mà đang có giá kinh tế như vậy không ạ? Đó, BBT là nhà nhập khẩu độc quyền của hãng RSV, cho nên được hãng trợ giá một cái mức giá vô cùng tuyệt vời ông một trời luôn, đúng không? Rồi, cái điểm mạnh thứ hai của sản phẩm này là hàm lượng calorie của nó rất là cao, là 1190 calorie, chưa mix với sữa tươi, chỉ mix với nước lọc thôi. Calorie mang lại là 1190 calorie. Và một điểm ưu điểm thứ ba đó là không giống như tất cả các dòng mát trên thị trường. BCA của sản phẩm này là 10g BCA, nhưng nguồn BCA của nó là BCAA tự nhiên, tức là BCA này không có sự tham gia của các chất tổng hợp, của các chất nhân tạo, nên nó không phải là BCA nhân tạo, mà nên nó cũng không phải là BCA tổng hợp, mà nó là BCA tự nhiên. Đó là lý do vì sao mà trên sản phẩm, trên label của cái sản phẩm này, nhà sản xuất ghi là 10g BCA natural BCAA.
đó có rất nhiều những cái dòng sản phẩm, không phải sản phẩm nào, không phải label nào cũng ghi là Natural BCAA, mà họ chỉ ghi đơn thuần là BCAA, đúng không ạ? Thì trên thị trường bây giờ nó phân ra hai loại BCAA, một là BCAA đơn, một là BCAA gọi là cái BCAA nhân tạo, BCAA tổng hợp, tức là những BCAA rẻ tiền. Thì những BCAA đó trong quá trình sản xuất nó có sự tham gia của một số chất nhân tạo và một số chất tổng hợp đó, thì nó sẽ là BCAA giá thành rẻ hơn. Còn BCAA ở đây là BCAA Natural, nhà sản xuất đã ghi rõ này, Phương chỉ cho mọi người xem nha. Đây, nhà sản xuất ghi rõ 10g Natural Occurring BCAA. Đây là BCAA chất lượng cao, đây là BCAA mắc tiền mọi người. Mọi người ạ, BCAA tự nhiên nha, em sẽ nhắc lại là BCAA của nó là BCAA tự nhiên, là BCAA tự nhiên. Rồi, rồi, tiếp theo cái sản phẩm này thì nguồn protein của nó hoàn toàn là từ whey protein, chứ không có beef protein, chứ không có bò, chứ không có những cái protein từ thực vật, không phải là beef protein mà hoàn toàn là từ whey protein và casein protein. Đó, thì sản phẩm này đó là những điểm mạnh của nó mọi người nha. Đó là những điểm mạnh và một điều đặc biệt nhất của nó, một điều đặc biệt nhất của nó, giá là 1.099.000 free ship toàn quốc cho tất cả những anh chị em nào đang mua hàng trên livestream của Thương. Giảm mỡ dùng loại nào nhanh và giá bao nhiêu? Giảm mỡ dùng loại nào nhanh cho em hỏi là anh nếu mà giảm mỡ cho nữ thì anh sử dụng cái sản phẩm là Lipo Steam Free. Còn nếu cho nam mà anh muốn mạnh, muốn siêu mạnh, muốn rút ngắn thời gian để đốt mỡ thì anh dùng cho em cái sản phẩm là Lipo RX 900.000. Còn rẻ tiền hơn, còn tiết kiệm kinh tế hơn mà vẫn đốt mỡ thì dùng hộ em sản phẩm Lipo Six Black. Thời điểm uống như thế nào? Vâng, xin cảm ơn Trung Hà. Trung Hà đã comment một câu mà giúp em nhớ ra. Dễ rồi em quên mất, em không nhắc cho mọi người ở đây. Đó là cái thời điểm và cách sử dụng. Đấy, cách sử dụng sản phẩm này là mọi người sẽ sử dụng cho em vào buổi sáng sớm thay cho bữa ăn sáng, và trước tập 1 tiếng, sau tập trong vòng 30 phút, và những thời điểm mọi người cảm thấy đói, thậm chí có thể là trước khi đi ngủ, đúng không ạ? Đấy, thì cái sản phẩm này là một liều dùng của nó là 2 muỗng tương đương với 313 gram bột. Đấy, 2 muỗng một ngày, dùng 2 muỗng một ngày thôi. Dùng 2 muỗng một ngày. Do vậy anh chị nào, Đây, một muỗng gạo ngay như thế này. Em lấy nha, mọi người chờ chút nha. Đây, đấy, dùng cho em 2 muỗng gạo ngay như thế này trong vòng 1 ngày. Đấy, các anh các chị thấy không? Một muỗng như thế này với lượng bột này nó rất là nhiều. Đấy, cho nên là nếu những anh chị nào hệ tiêu hóa kém hoặc là khó hấp thu, hoặc là nói chung là uống nhiều vào sẽ cảm thấy là đầy bụng này, hoặc là lâu đói này, nó no lâu đó, nói chung là đầy bụng đó, có nghĩa là mình đã nạp vào một khối lượng dinh dưỡng nó với cái hàm lượng calorie nó quá cao rồi, mình không thể hấp thụ hết, đúng không ạ? Thì dùng cho em nửa muỗng này thôi nha, mỗi một lần uống dùng nửa muỗng này thôi, dùng nửa muỗng này thôi, pha với khoảng từ 350 cho đến 500ml nước tùy theo khẩu vị của mình. Mình sóc lên trong bình lắc, bình hòa tan lên mình uống. Một ngày uống cho em 2 muỗng như thế này, 2 muỗng một ngày chứ không phải là 2 muỗng một lần nha. 2 muỗng một ngày, 2 muỗng một ngày. Đấy, thì mỗi lần uống chỉ uống nửa muỗng thôi. Như vậy chúng ta sẽ có 4 lần uống trong ngày. Uống một muỗng nhiều quá, uống không nổi, nhất là đối với những người hệ tiêu hóa kém, những người khó hấp thu, mà uống một muỗng thì sẽ rất dễ quá tải cho hệ tiêu hóa, dẫn đến việc mình không hấp thu được thì mình sẽ bị sình bụng. Đấy, mình sẽ bị sình bụng nha. Nên là nói chung là cái gì cũng thế thôi, ăn no, ăn quá thì cũng sẽ no quá mà cũng không khó hấp thu được, hay quá tải hệ tiêu hóa. Whey co uống có nóng không? Whey co uống không nóng nha. Whey co, protein, chất dinh dưỡng nó không phải là chất độc mọi người ạ. Trừ khi gan của bạn có vấn đề, trừ khi hệ tiêu hóa của bạn không có khả năng hấp thu, thì những cái chất thừa trong cơ thể, cho dù có là chất dinh dưỡng tốt đi nữa, thì cơ thể nó cũng sẽ hiểu rằng đó là chất độc, đó là chất thừa, nó phải thải ra, thế thôi. Còn những cái chất dinh dưỡng không phải là những chất độc để gây ra nóng hay là gây ra mụn các bạn nha, mà mình phải xem lại là cơ thể mình đã đủ nước chưa, mình phải xem lại là gan của mình đã làm việc tốt chưa, và hệ tiêu hóa của mình có khả năng hấp thu tốt chưa. Em là nam, cao 1m7, nặng 64, tập gym được 1 năm, chị có loại whey nào phù hợp với em không? 1m7, nặng 64kg, sử dụng whey co giúp cho chị nha, tình yêu nha. Tập được 1 năm rồi thì chắc có một khối lượng cơ nhất định rồi, đúng chưa? Dùng cho chị whey co, whey co nha, whey co 70 lần dùng. Đấy, dùng buổi sáng, trước tập và sau tập. Alip có hương blueberry chưa chị? Xin chào Lê Nguyễn Thanh Hưng nha. Alip sẽ có lại vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 với đầy đủ tất cả các hương vị blueberry, Miami Vice, apple, fruit bowl rất là nhiều nha. Có thể gọi lại THL để tham khảo các mùi vị mà THL sẽ về vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 cho dòng sản phẩm Alip. Đỗ Nguyên cho em một túi này. Vâng, xin cảm ơn Đỗ Nguyên nha. Nào Đỗ Nguyên, một
một túi nào RSP True Gain với giá 1.099.000 và free ship toàn quốc cho tất cả các anh chị em đã đặt hàng trên livestream của Phương ngày hôm nay. Em cao 1m71, nặng 71kg uống mát được không? Ồ, 1m71, nặng 71kg thì dùng những dòng tăng cơ và giảm mỡ nha. Lean và nạc thôi nha, không cần phải dùng cái dòng này đâu. Dòng này chỉ dùng cho những người ốm này, không ăn được này, gầy này, thiếu từ 5 cho đến 10kg mà thôi. Hoặc những người cần bâng kinh. Khánh Phạm lấy hai bịch Hương ơi. Vâng, em xin cảm ơn anh Khánh Phạm nha, idol của em nha. Cho mình một bịch nhé. Vâng, xin cảm ơn chị Thảo Phạm thân yêu của em. Mọi người xin nhớ rằng một khi đã dùng mát thì không nên vừa ăn cơm xong lại đi uống mát, hoặc vừa uống mát xong lại đi ăn cơm nha. Khi mát cũng coi như là một bữa ăn vậy. Khi bạn nhập hai bữa ăn vào một lúc thì cơ thì cái hệ tiêu hóa của bạn nó sẽ rất dễ dẫn đến quá tải. Và tất cả những bạn nào mà đã có cái tiền sử là khó hấp thu, đã có tiền sử là giống như là ăn mãi mà không tăng cân lên được, khó hấp thu đó, dễ bị rối loạn tiêu hóa đó, thì uống cho em nửa muỗng thôi. Và đừng có mà vừa uống xong lại đi ăn cơm, đừng có mà vừa ăn cơm xong lại đi uống mát nha. Mát là một bữa ăn nhẹ, mọi người lưu ý cho em, mát là một bữa ăn nhẹ, mình không nên nhập mát với một bữa ăn tự nhiên, như vậy nó sẽ dẫn đến rất dễ quá tải hệ tiêu hóa nha. Đó, mà quá tải hệ tiêu hóa thì sao? Thì nó sẽ dẫn đến là sình bụng nè, đầy hơi nè, được chưa ạ? Và cơ thể nó sẽ hiểu cơ thể của bạn, hệ tiêu hóa của bạn, nó chỉ có khả năng hấp thu một phần nào thôi, còn một phần thì nó cho đi ra ngoài hết. Cho nên mình mua tiền nó rất là phí. Đấy, cho nên nhớ cách sử dụng giúp cho em nha. Một lần uống cho em nửa muỗng thôi các tình yêu ạ. Còn anh nào mà level cao, khỏe, hệ tiêu hóa tốt thì có thể uống một muỗng. Nhưng mà em cứ khuyên các anh chị là ít nhất cho em là từ nửa muỗng nha. Nửa muỗng một lần cho em, pha từ 350ml nước cho đến 500ml nước tùy theo khẩu vị của mỗi người. Đây là mát cao hay mát trung? Đây là mát cao nha anh nha, Trịnh Hoàng Nam. Đây là mát cao. Calorie của nó đây, ghi sẵn trên bao bì, 1190 calorie. 1190 calorie. Đây là dòng mát dành cho những người thiếu nhiều cân. Đó, thiếu nhiều cân hoặc là cần bâng kinh bự lên. Đấy, thì dùng cái dòng mát này giúp cho mình tăng cân nhanh và tăng cơ lên. Lean Body bao nhiêu tiền vậy chị ơi? Lean Body đang có loại hộp là 1.650.000. Và Thu Hương xin được đọc cái thành phần dinh dưỡng của Lean Body là thành phần tinh bột của nó hoàn toàn 100% từ gạo nâu và yến mạch. Và thứ hai, nguyên protein của nó, một cái hộp Lean Body đó, mỗi một serving của nó là 35g protein và có chứa đầy đủ hơn 20 loại vitamin khoáng chất cùng với các axit béo tốt nha mọi người nha. Đấy, Lean Body. Lean Body, lấy cho chị hộp Lean Body. Lean Body là chỉ dành cho những người nào béo phì, được chưa ạ? Và những người nào duy trì vóc dáng đẹp và những người nào cần tăng cơ và giảm mỡ. Đây là hộp Lean Body nha. Nói về Lean Body thì nó là tất cả trong một sản phẩm, có nghĩa là tất cả nguồn dinh dưỡng trong một sản phẩm rồi. Nói đến thằng này là VIP rồi, hàng đại gia rồi. 1.650.000 cho một hộp 2kg, hạn sử dụng bao la bờ bến nha. Tăng cơ giảm mỡ là loại nào? Đây, Lean Body, anh Victor Lee nha. Lean Body là tăng cơ giảm mỡ, duy trì vóc dáng đẹp. Ai vóc dáng đẹp rồi thì mới dùng Lean nha. Còn ai gầy thì dùng cho em dòng tăng cân, tăng cơ để như là RSP True Gain đó. Mét 63 70kg dùng sang đốt mỡ hộ cho em, bộ ba thần thánh hộ cho em nha. Mét 63 70kg nha. Bộ ba thần thánh để làm gì? Để cắt nét giảm mỡ và duy trì cơ bắp. True Gain con gái không tập uống tăng cân không? Em đặt một bịch cho gái. Này, Nguyễn Văn Bảy nha. Con gái mà không tập gym uống True Gain chắc chắn là tăng cân. Người sẽ đầy đặn tròn trịa nhưng không tăng cơ nha. Phải tập gym vô mới tăng cơ nha. Nhắc nha, không lại về bảo là chị Hương nói là True Gain uống vào tăng cân mà sao em cho bạn gái em không tập gym mà uống vào thấy mập không à? Đấy, thì con gái mà gầy mà uống True Gain thì sẽ tròn da, đầy đặn hơn, được chưa? Nhìn xinh hơn, mặt tròn hơn, đấy, mặt phúc hậu hơn, nhưng mà không có tăng cơ đâu nha, tình yêu nha. Em xin lại giá Lipo RX, giá của sản phẩm Lipo RX này. Đây là sản phẩm Lipo RX 900.000 free ship toàn quốc. Được chưa ạ? 900.000 free ship toàn quốc nha, giúp cho mình đốt mỡ nhanh và hỗ trợ tập luyện luôn. Sản phẩm này là 2 trong 1. 2 trong 1 cái gì? Có nghĩa là vừa đốt mỡ và vừa hỗ trợ tập luyện luôn. Rồi, Dương Vũ hỏi câu giảm mỡ bụng uống cái nào vậy chị? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Giảm mỡ bụng thì uống cho thương Lipo RX là nhanh và chuẩn nhất nha. Không hề ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Tại nó đốt mỡ bằng caffeine nha mọi người nha. Chứ không phải những cái chất gì lạ ở trên đời mà không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ mọi người nha. Uống cho em Lipo RX 900.000. Lipo RX 900.000 đốt mỡ siêu nhanh. Em cảm ơn chị Linh Lúa nha. Có chừa cho chị 5 bịch ký đó. Vâng, em cảm ơn chị Linh Lúa, tình yêu của em rất nhiều, idol của em. Idol Linh Lúa nha, đã comment
đã comment nè. Rồi chưa cho chị Nam Bịch, sẵn sàng chưa cho chị Nam Bịch. Hàng bao la ba ngát luôn. Nam Bịch nha, nếu mà chị Linh muốn đặt hàng trên livestream, đặt hàng ngay và chốt đơn trên livestream thì em sẽ tư vấn và free ship toàn quốc cho chị Linh. Cảm ơn chị Linh rất là nhiều nha. Livestream nào cũng gặp chị Linh. Quá sướng, đúng là idol của em. Lúc nào cũng coi livestream của em rất là vui rồi. Matte Effect đang có giá là 1.8 triệu free ship toàn quốc tặng một bình lắc nha. À, Lưu Ly chị ơi, có ship qua Hàn Quốc cho em không? Anh Lưu Ly nghĩ sao gọi em bằng chị vậy? À, em kém tuổi anh ấy nha. Đấy, nên gọi em bằng em là được rồi. Bằng em là em thích và em sướng lắm rồi. Rồi, ship qua Hàn Quốc đúng không ạ? Cho em địa chỉ đi ạ. Cho em địa chỉ đi ạ. Lean Body có tăng cân, tăng cơ không chị Hương? Lean Body không có tác dụng làm tăng cân nha, nhưng nó có tác dụng làm cho mình tăng cơ. Đấy, và trong quá trình mình sử dụng Lean Body thì có thể giảm mỡ, cho nên cân nặng của mình nó có thể là tăng lên một chút do vấn đề tăng cơ, nhưng nó cũng có thể đứng lại do vấn đề là giảm mỡ nhiều quá nha. Rồi mà anh Mạnh Lữ nói là vợ anh mỡ bụng loại nào giảm tốt? Đây, sử dụng cho em Lipostin Free, không chứa bất kỳ thành phần kích thích nào. Đấy, không chứa bất kỳ thành phần kích thích nào, được chưa ạ? Nó đốt mỡ bằng cách nào? Bằng L-carnitin. L-carnitin là gì? Nó là một cái hợp chất mà cơ thể có khả năng tự tổng hợp được, nhưng mà tổng hợp cực kỳ được ít, rất ít để đủ đáp ứng cái mục tiêu đốt mỡ. Cho nên mình sẽ lấy thêm cái thành phần L-carnitin từ thực phẩm bổ sung. Đây là cái sản phẩm đốt mỡ nam nữ, người già, người trẻ đều có thể sử dụng được, đều có thể sử dụng được, không chứa chất kích thích gì cả, cho nên dùng được trường kỳ. Sản phẩm này sử dụng là để có tác dụng gì? Thứ nhất là đốt mỡ, thứ hai là hạn chế những phát sinh những cái mô mỡ mới, và thứ ba là để duy trì vóc dáng lúc nào cũng nạc này, lúc nào cũng nét này, và lúc nào nói chung là cũng nhìn nó cũng thon thả gọn gàng, được chưa ạ? Đấy, sản phẩm này thì là 800.000 nha mọi người, 800.000. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái livestream này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cho mọi người có một cuối tuần tràn đầy năng lượng và vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nào. Trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Màu phai khi hoàng bên lá ngọc, sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương. Em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên, vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian. Trái tim anh sắt đá cũng hòa tan, tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim. Chất phóng xa đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng vì em quá nhiều bí mật. Thương nhau cũ có đi rồi lại mất, anh thân thờ trong khoảnh khắc vội.